không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Từ từ, cô gái hôm đó. Im đi. Thì Dung, anh đừng tới đón em nè. Để anh giới thiệu cho em nha. Đây là cô Cặp Thúy Hoa, còn đây là Kỷ Thiên Dung. Kỷ cô nương, vô nhà rồi mới nói. Có gì không ổn hả? Có gì không ổn à? Em chỉ không đến đây mấy ngày thôi, chắc đầy củi khô cá mặn, vừa tanh vừa thúi. Cá đó là cô Thúy Hoa làm đó mà. Cô làm rất là ngon đó, lấy một ít chị nhạn thử đi. Thúy Hoa? Đúng, là cô nương vừa nói chuyện với em hồi nãy đó. Bây giờ cô đang giúp việc cho Đông Quang. Sao cô lại tìm được anh? Lần trước lúc mà anh thiện em thì gặp cậu ngoài cửa. Cậu có nói gì về em hay không? Cậu tới đây chỉ là báo tin Đông Quang bị bệnh, nhờ anh đi tìm đại phu giùm. Hẹn chi đồ ăn ở nhà mau hết, thì ra là có nhiều người ăn. Đại phu nhân lúc ở Quang Châu tốt với anh lắm, rất tốt đó. Bây giờ gặp lúc người ta có chuyện thì anh phải giúp lại người ta chứ. Tuy là như vậy nhưng anh phải tự lượng sức mình, chỉ còn có mấy ngày là anh đi thi rồi. Mấy cái chuyện này không ảnh hưởng đến việc học của anh đâu. Phải, còn có một chuyện anh muốn nói với em. Đông Quang muốn nhờ em giúp đỡ. Giúp cái gì? Đông Quang muốn tìm việc làm ở Kinh Thành, cần có người bảo đảm. Cho nên muốn tìm trai thái chi của em bảo đảm cho công việc làm của ảnh. Không được. Tại sao? Tại sao à? Anh coi nè, căn nhà này đã bị họ làm bê bối như vậy rồi. Còn nữa nha, em không tin là họ không biết vài hôm nữa sẽ lên Kinh Thành để dự thi. Anh coi, người ta mặc kệ anh lại lo cho người ta như vậy. Cũng là tại anh nói không ngại đó mà. Em coi như là giúp họ thì giống như là giúp anh vậy đi. Bảo đảm chỉ là việc đơn giản thôi mà. Anh giỏi thiệt. Vì cái đám người này mà rầy em. Anh đâu phải rầy em, anh chỉ là nói lý lẽ với em thôi. Người ta có ơn với anh thì anh đâu có thể nào vong ơn bội nghĩa. Vậy anh nói là em vong ơn bội nghĩa chứ gì? Anh thích trả ơn thì anh đi trả cho đã đi. Làm việc. Tiểu Lan, mình đi về. Dạ. Ê, Thiên Dung, em sao rồi? Cái lưng của em đau quá. Chắc tại hôm xưa em đi gánh nước đống củi, đã biết mình có bệnh thì nên cẩn thận một chút đó mà. Còn nói nhiều làm gì, đỡ em dậy đi. Nè, không có cần ngươi, thiệt là không lên lợi. Sao hả, có thấy thoải mái hay không? Thoải mái, thì không ngờ là chị cũng có tài đó chứ. Xuống chút đi. Tiểu thư à, đã tối rồi, nếu mình không về, lão gia sẽ trách đó. Ngươi còn nói, cũng là tại ngươi, thiệt là lẩm cẩm. Đã biết cái đám dân ở bên ngoài dơ bẩn thì phải hầu hạ cho ta chứ. Không phải đâu, tiểu thư. Im đi, tí lìa đúng là nhiều chuyện. Mà kệ nó đi, mình tiếp tục. Ê, mau lên. Đi. Đại phu nhân, đồng quý, các người thu nhận đồ đạc đi đâu vậy? Chúng tôi không ở lại đây nữa, chúng tôi biết tự đo sức mình. Ta không hiểu lý gì. Chuyện lúc nãy hai người nói chúng tôi đã nghe hết. Đại đừng nói là không muốn gì chuyện chúng tôi mà khiến cho hai người gầy gỗ. Đại phu nhân à, bà không cần lo lắng cho cổ. Ta không phải lo cho cổ, mà ta lo hai người có chuyện gì ta sẽ thấy ái ngại lắm. Ta và Thiện Dung, đại phu nhân không cần lo đâu. Dù trời bảo chúng tôi cũng không xa nhau. Được vậy thì tốt. Thôi chúng tôi đi nha. Ê, đêm khuya như vậy mà đi đâu chứ hả? Nếu như hai người đã có chỗ trú thân thì đâu cần đến tìm ta. Đúng vậy đúng vậy, ta đã có khuyên mẹ của ta rồi. Đại phu nhân à, nếu bà bỏ đi như vậy ta thì không có yên lòng đâu. Thực ra Thiện Dung chỉ là trách ta không có báo trước với cổ mà thôi. Đại phu nhân à, đừng có trách Thiện Dung mà. Phải đó, đại nương à, hay là chúng ta nghe lời của Miễn Lương ở lại đi. Vậy được, chỉ lo là người khó xử. Ê, không sao không sao đâu. Nhưng mà vậy, chuyện xảy ra tối hôm nay đừng có nói cho Đông Quang biết nha. Đừng có để cho anh ta lo lắng. Yên tâm đi. Thiệt là hay quá. Cái lưng của ta đã bớt đau nhiều lắm rồi. Bị thương ở lưng thì phiền phức lắm. Từ nay nên cẩn thận, nếu không thì sẽ hay bị đau lưng đó. Ây da.
Con người của người cũng là lợi lắm đó chứ. Người có muốn làm cận thân cho ta hay không? Tôi bây giờ ta thấy hoàn cảnh của các người không có được khá lắm. Nếu mà người hầu hạ cho ta được chu đáo, ta nhất định sẽ không bạc đãi người. Tiểu thư, nếu như cô làm cận thân của cô, ta làm sao? Người thì người xuống bếp giúp Trần đại má một tay. Thiên Dung, lưng của em sao rồi? Đã thấy thoải mái. Sau khi Thúy Hoa nâng bắp vài cái đã thấy thoải mái hơn. Không ngờ có thiệt khéo tay đó. Cảm ơn vậy Thúy Hoa. Không có đáng gì đâu. Miễn Lương à, Thúy Hoa đã hứa làm cận thân cho ta. Cái gì? Cái gì? Có tiền không? Tiền đây. Không đây. Xin lỗi nha đại phu nhân, chưa xin phép bà con đã hứa rồi. Vậy từ nay việc nhà bắt ta phải làm. Yên tâm đi, ban ngày ta qua kỹ với Lâm làm, ban đêm ta về đây làm hết các việc. Đại phu nhân, con xin làm với kỹ cô nương là để bớt gánh nặng cho bà đó. Thúy Hoa, ta thì không biết nói gì để cảm ơn người. Thúy Hoa, chúng ta đi được chưa? Dạ đi được rồi. Bà chuyển lời cho đại thiếu gia, nó không cần lo lắng cho con. Ta sẽ nói cho đại ca biết. Phải cẩn thận đó nha, biết chưa? Miễn Lương à, hai hôm sau là anh phải đi dự thi rồi. Anh nhớ phải ráng cố gắng học hành đó nha. Đừng có để cho ai quấy rầy tới anh, biết chưa? Yên tâm đi, Miễn Lương nhất định sẽ trúng tuyển. Thôi em đi. À tiễn em. Đại phu nhân con đi. Cẩn thận đó. Thiệt là tội nghiệp cho Thúy Hoa. Nhưng mà như vậy thì cũng xong. Nếu như mà không chịu cực khổ, ăn cá mặn cải trắng thì càng không hay. Hey, cái chỗ ngồi của ta hướng ngay đông nam, thuộc sau văn khúc. Lần này nhất định sẽ đậu đó. Hey, tại sao lại như vậy? Cái chỗ này hướng ngay nhà cầu đó mà. À, người quen biết qua Thân Dương mà. Hay là giới thiệu giùm đi. Biết đâu lo lót một chút tiền bạc thì chúng ta sẽ được một chỗ tốt hơn. Ngươi đừng suy nghĩ dễ dẫn, ngươi muốn chết không thành ma sao? Qua Thân Dương nổi tiếng là liêm khiết và thanh minh mà. Ngươi muốn đi hối lộ hả? Đừng có hòng. Tôn đại ca. Thúy Hoa, có chuyện gì? Kỹ cô nương đang chờ nơi Bách Hoa Đình, biểu anh tới gặp cổ. Thiên Dung, sao mạnh lâu quá vậy, bắt người ta phải chờ. Xin lỗi em nha. Dạ, anh cầm đi, đừng có làm mất đó nha. Ô, đây là đề thi khoa thi bá thạc hùng tài đó mà. Em từ đâu mà có vậy? Anh đừng có hỏi nhiều mà. Em quen biết nhiều cho nên mới có được. Nhưng mà không có sao đâu. Quan trọng nhất là anh phải thi đậu. Em dùng tiền mua về hả? Bây giờ không có được đâu. Quan cũng biết được sẽ bị bắt đó. Mua cũng được, ăn cắp cũng được. Miễn là bây giờ đã có đề thi rồi, bảo đảm là anh chắc chắn sẽ được đậu mà. Không lẽ anh không muốn sớm ngày đổ trạng nguyên để có thể cưới em về hay sao? Không phải, không phải. Không phải là được rồi. Miễn Lương, anh suy nghĩ cái gì không lẽ em không biết hay sao? Nếu mà cái đề thi này lọt vào kẻ khác, nhất định là gian lận. Còn anh thì không. Em biết anh chỉ coi đây là một đề tài để ôn bài thôi, có phải không? Nhưng mà... Sao anh không nghĩ thử coi, nếu đề thi có thể tiết lộ ra ngoài, trong tay mỗi người ai cũng có một bản, nhưng anh lại không có. Như vậy đâu có phải gọi là cuộc thi công bằng. Bây giờ quan trọng nhất là anh phải được đậu. Là một vị quan phụ mẫu công chính liên minh, làm cho thiên hạ được thái bình, như vậy là lấy công chuộc tội đó. Em nói như vậy thì nghe có lý lắm, nhưng mà như vậy là làm trái đạo lý quân tử. Phải nói là quân tử không có chịu thiệt thòi trước mắt thì đúng hơn. Miễn Lương à, sao anh không có chịu suy nghĩ cho em? Em chịu bỏ công sức để lấy cái đề thi này cho anh, là muốn anh sớm thi đậu để chúng ta được ở bên cạnh với nhau. Không lẽ là ý của em anh không có hiểu hay sao? Đâu có, anh hiểu chứ. Dạ, nếu mà anh đã hiểu rồi thì đừng có phụ tâm huyết cho em đó. Wow, đọc xong đề thi không biết là nó nói cái gì, nhưng mà nhìn cái bao bì đã biết nó đáng 4.000 lượng rồi. Miễn Lương, thiện dung của ngươi thì là vĩ đại, như là mong con thành trọng vậy. Nếu như là ngươi thì ngươi sẽ xử như sao? Ta? Đương nhiên là ta sẽ học thuộc lòng, cần gì phải cực khổ vậy. Thiệt hả? Thiệt, thiệt cái đầu của ngươi, đừng nghĩ bậy nha. Với cái tánh của ngươi, nếu ngươi thi cái kiểu này thì suốt đời ngươi đâu có được vui, sẽ mọc cái gai trong tim đó.
Không cần nói nhiều, ta là anh em của ngươi mà. Ngươi nghĩ cái gì ta biết chứ. Khổng Thánh Tử có nói, phú quý là điều mong muốn của con người, nếu như không có đạo đức sẽ không có bền lâu. Nếu như mà ta dùng tài liệu để mà đỗ đạt khoa thi này, như vậy các thí sinh bỏ công chức giả để đi thi thật là không công bằng. Đúng, ta cũng muốn nói ra điều này, nhưng mà không được thông suốt như ngươi. Rồi ngươi định làm sao? Ta biết xử sao rồi. Được, vậy cầm cái này học thuộc lòng đi. Dương gia ở trên, Thảo Dương thích chuyện bất bình muốn mập cáo với đại nhân. Đại nhân coi xong giấy này là sẽ được hiểu. Người đâu, lấy giấy trạng cho ta. Mẹ không đi. Có thần. Ngươi là quan lễ bộ thần thư mà sơ ý thất chức, để cho đề thi bị tiết lộ ra ngoài. Này trẫm tước đi chức vụ của ngươi, đợi chuyện này điều tra minh bạch rồi mới phân xử. Nô tài tuân chỉ. Thiệt là tức chết. Hai ngày nữa khoa thi bắt đầu mà có người dám bán trẻ đề thi ra ngoài, hành vi này đâu có khác biệt gì mua quan bán chức chứ. Hoàng thượng nói thiệt đúng lắm. Nô tài thấy chuyện quá nghiêm trọng, cho nên đích thần bẩm cáo với hoàng thượng, mong là hoàng thượng điều tra cho rõ ràng để phòng ngừa kẻ xấu, để cho buổi thi được cử hành công bằng, tuyển chọn hiền tài. Xin hoàng thúc yên tâm, trẫm nhất định điều tra cái chuyện này cho minh bạch. Thật ra lần này điều hiếm thấy là kẻ cáo trạng là một thí sinh trong khoa cử này. Hắn không tham quyền hưởng lộc của kẻ bàn môn tả đạo, mà lại bẩm báo hành vi bán trẻ đề thi bậy bạ này. Từ đó cho biết người này quả thật là một quân tử. Không biết thí sinh này tên là gì? Khải bẩm hoàng thượng, thí sinh này tên là Tô Miễn Lương. Tên là Miễn Lương, quả thật là một kẻ đầy chánh nghĩa. Hãy dừng. Dạ có, nô tài. Trẫm ra lệnh cho người điều tra cái chuyện này, và phải buộc tội những kẻ nào có liên quan tới chuyện này. Và những đề thi đã chuẩn bị sẵn phải đem bãi bỏ hết. Và tới ngày thi, trẫm sẽ đích tài ngự bút ra đề. Thần tuân chỉ. Cây lớn có cành khô, có lẽ người quản lý hạ thuộc bất lực. Lễ bộ thị lang tiết kỳ khôn, nghe nói là lâu nay thì hạnh kiểm không có được tốt hả? Dạ phải đại nhân quả như là anh minh. Ta nghĩ là cái chuyện này nhất định là do hắn làm ra đó mà. Như vậy thì ngươi có trách nhiệm bắt hắn phải nhận tội. Nếu như mà hắn nhận tội thì vua sẽ không truy cứu nữa. Như vậy thì sẽ không nghi ngờ tới những kẻ khác, để mà tránh những đồng liêu không có phạm sự lo lắng hả? Dạ phải, đại nhân nói thì là đúng quá trời. Vậy còn quỳ ở đây làm gì, còn không mau đi làm đi. Dạ, ti chức xin cáo lui. Lão già, ông coi, ta đã nhận được món quà lớn, ông coi nè. Cái ngọc như ý này là món quà mình muốn mua đó. Thế là cực phẩm đó. Thì ra đã có người mua, nhưng mà cố tình mua tặng cho ta đó. Nhưng mà nhắn là muốn có lời khâm truyền. Chuyện gì? Hắn nói là muốn gặp người. Ngươi là? Tại hạ Trưởng Thánh Gia tham kiến Hải đại nhân. Miễn lễ. Tạ ơn đại nhân. Các hạ đã bỏ bao nhiêu tiền đến để cầu kiến ta, thiệt là có dụng tâm đó ha. Mong Hải đại nhân không chỉ bay qua một. Đừng có quá khách sáo, có gì thì nói thẳng đi. Tiểu nhân là một đại biểu yến tiệc thi lão năm nay, được biết là đại nhân có sức ảnh hưởng lớn ở trong triều và thích nâng đỡ vạn bối, cho nên tiểu nhân đã kiếm được một nàng tiên ngọc kỳ lần này làm món quà gặp mặt. Mong là đại nhân vui lòng nhận. Quan thượng, chỗ này là một phần những món được tuyển ở trong tiệc thiên lão, xin mời hoàng thượng hãy dùng thử để mà tuyển chọn. Món nào cũng có đặc sắc riêng của nó.
trong giây lát thì khó mà chọn được. Nếu là như vậy thì xin hoàng thượng hãy thử món kim ngọc mãn đường này trước đi. Được, tiểu sư tử. Dạ. Món này là do một đại biểu thanh niên Quảng Đông nấu ra đó. Tài liệu rất là giản dị, nhưng mà có mùi vị thơm ngon, không dầu không mỡ. Nô tài cảm thấy món kim ngọc mãn đường này đặc sắc nhất ở trong những món được tuyển chọn đó. Hải Dực, người nói không sai chút nào. Món ăn này quá thật công tệ. Bây giờ tuy là có nhiều đầu bếp trẻ tuổi xuất hiện, nhưng làm ra được món ăn đặc sắc như vậy cũng khó khăn dữ lắm. Nếu như các đầu bếp có tuổi ở trong Ngự Thiền Phòng bắt chước được một phần nào thì càng hay hơn nữa. Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho nô tài to gan. Đầu bếp già ở Ngự Thiền Phòng đã chăm sóc cho hoàng thượng bao nhiêu năm, tại hạ nghĩ rằng đã trổ hết tài cán rồi. Hơn nữa, đồ ăn làm ra ngày càng chỉ qua loa thôi, không có gì mới mẻ cả. Nếu mà cứ như vậy, hoàng thượng ăn không có được ngon miệng, nô tài sợ rằng sẽ làm hao tổn tới lòng thể của hoàng thượng. Hơn nữa, với quốc gia không phải là một điều tốt đâu à. Về chuyện này thì trẫm cũng hiểu được chút ý nghĩa. Hãy dừng, cái đó thì có lý. Bây giờ nhân tài khắp nơi đang tụ tập ở kinh thành, hoàng thượng nên tuyển chọn những kẻ xuất sắc để đưa vào Ngự Thiền Phòng để cho hoàng thượng được ngon miệng hơn. Về chuyện này thì có thể suy nghĩ lại. Tham kiến hoàng thượng, lễ bộ thượng thư Mạc đại nhân, lễ bộ thị lang Tiết đại nhân đang ở Ngự Thư Phòng chờ tham kiến hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, nô tài tự biết quản thúc hạ thuộc bất lực, cúi xin hoàng thượng thứ lỗi. Bây giờ Thiết Kỳ Tân đã ký nhận thú tội thừa nhận việc bán ra đề thi, tham lam hối lộ, xin hoàng thượng hãy xét xử. Thiết Kỳ Tục. Dạ. Người lén bán đề thi, xúc phạm pháp kỷ, gián quan ba cấp. Nay trẫm hỏi người, người chỉ là một tên tiểu lễ bộ thị lang nhỏ nhỏ thôi, tại sao lại to gan như vậy? Có phải là có những đồng lõa khác không đi? Khải bẩm hoàng thượng, vì thần lỡ dạy, có lòng tham lam, hoàn toàn không có đồng lõa nào khác. Tô ghê, người dám nói láo ở trước mặt của trẫm hả? Trẫm đâu có điều tra ra người còn có đồng lõa khác. Nếu như người còn nói ra thật tình thì trẫm nhất định xử tội chết cho người. Hoàng thượng nói. Hoàng thượng còn có Mạc đại nhân. Mạc đại nhân cũng có. Nô tài đáng chết, xin hoàng thượng khoan hồng rộng lượng. Hãy dừng. Dạ, cố nô tài. Người coi giùm trẫm trong tấu chương đi. Tiền ngoài tên của Mạc Đình Điền ra, còn tên tuổi của những người khác hay không đây? Trên đó có viết là đồng lõa của Tiết Kỳ Tôn là Mạc Đồng Nghiên. Hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội. Người đâu, đem hai tên nô tài này ra ngoài, giao cho hình bộ đến tối. Hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, nô tài có một ý kiến. Người lại có ý kiến gì? Hành động của Mạc Đình Niên và Tiết Kỳ Tôn đã làm nhục triều đình, hoàng thượng hãy giáng cấp lưu đày để làm gương trừng phạt. Nhưng mà nô tài có một đề nghị khác. Người lại có đề nghị gì hả? Hai người này vì tham gây họa, hay là biểu họ giao ra tiền tan vật đi. Một là coi như trừng phạt, thứ hai là để được quốc khố thêm tiền. Hoàng thượng lại có thể vì vậy mà không tăng thuế má, toàn dân sẽ nhớ ơn đến hoàng thượng. Hãy dừng, ý kiến của người quả thật khá dữ lắm. Nay trẫm phê chuẩn. Tạ ơn hoàng thượng. Còn nữa, khoa cử bác hạt hồng tài đã sắp mở ra, trẫm phái người làm chức giám khảo, duy trì công bình. Tạ hoàng thượng giáng chỉ. Chiên thịt sườn thiên trúc, năm rôm ba từ, xào đùi gà, hầm giò heo với cải mặn. Sao đây? Chết rồi. Tuy đã làm ra nhưng mà không biết có đúng ý với hoàng thượng hay không. Phải. Ta cá với người, hoàng thượng hả? Chỉ gấp mỗi thứ một miếng thôi. Ta cũng lấy vậy đó. Lo cơ bạc không à. Thiệt tình à.
Sao thơm quá vậy? Có ngửi được mùi thơm hay không? Thơm quá. Ta nhờ anh Nhất tới nấu bào ngư đó. Qua coi đi. Ta tổng quản, hoàng thượng nó là vì giữ thức ăn của Tiệc Thiên Lão cho nên không cần dùng cơm. Làm sao đây? Mình đã nghĩ bằng mọi cách để mà chế đại cái món ăn mới, nhưng mà hoàng thượng không thưởng thức. Vừa thử những cái món Tiệc Thiên Lão đã thấy thích rồi, rõ ràng là thích người ta, không có thích mình. Phải à? Nè, mai mốt á, nếu gọi hết những người đó vô thì tụi mình sẽ về quê làm ruộng đó. Quay. Hay là gì? Hay là mình chuẩn bị sẵn trước đi, đợi hoàng thượng đuổi mình đi thiệt là mất mặt lắm đó. Đi mau đi. Đứng lại, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy hả? Các người phải nhớ, chúng ta là ngự trù, là đầu bếp giỏi nhất toàn quốc, bị mấy cái món ăn Thiên Lão thôi đã hoảng hốt lên hết, còn ra thể thống gì. Nói tóm lại, hoàng thượng chỉ vì thấy món ăn mới thôi cho nên cảm thấy hơi lạ miệng. Chúng ta chỉ cần làm tròn bổn phận là được rồi. Hả? Làm việc đi. Dạ, ông tổng quản. Mình đi làm việc đi. Người cứ bình tĩnh đi, chỗ này của ta còn nhiều món ăn ghê lắm. Món này không chịu, mình đổi món khác thì được rồi. Chỉ sợ là hắn không chịu mở miệng ra ăn thôi. Nếu như hắn còn chịu mở miệng, nhất định sẽ có món hắn chịu mà. Không phải là ta làm phách đâu. Ta biết tại sao chủ của ngươi không chịu ăn đồ của ngươi rồi. Tại sao? Lấy cái dụng nước này soi mặt của ngươi đi. Nhăn mặt nhăn mày giống như trái khổ qua vậy. Nhìn thấy cái mặt ngươi là hết ngon miệng rồi. Đừng nói tao nói bừa bãi, tao nói thiệt đó. Ăn là lạc thú của đời người. Không những ăn phải vui vẻ, mà ngay cả người nấu, khi đi nấu trong lòng cũng phải vui vẻ. Như vậy mới đạt được lãnh vực tối cao. Người nấu vui vẻ thì người ăn cũng được vui vẻ. Cái mặt của người cứ hầm hầm, giống như là đi đưa đám. Ngươi đã từng tới Thà Đồ Kiến chưa? Hát hồ quán hả? Có biết cái gì gọi là canh hợp quan không? Không biết. Hát hồ quán đó. Nhớ kỹ, hai cái đùi gà, thêm bách hợp sống, hoàng nhĩ, nấm đầu khỉ, dùng một cái nồi hơi, chưng cách thủy. Nhớ nha, chưng cách thủy. Đừng có để nước cốt tương ra. Nếu như không, sẽ mất đi vị tinh hoa của nó. Có biết chưa? Hiểu chút đỉnh. Ta đang nhét tiền vô túi của ngươi đó. Hả? Làm ơn hai con gà mấy tơ. Con này thiệt khá ha. Phụ. Đem hết đi. Ngươi lại quản hút chuyện gì? Quỳ, ta biểu ngươi đi mua đồ mà, tại sao hai tay không vậy? Không cần làm hả? Vừa rồi ta thấy đại ca đó. Đại ca gì đây? Chính là ta. Thì ra cái tình bị ổi vô liêm sĩ này cũng tới kinh thành hả? Người tới đây làm gì? Ông chủ thấy, đã lâu không gặp ha. Nhìn thấy cách ăn mặc của người, dạo này khá chứ hả? Đồng phú, người báo hại người của mình phải tan nhà nát cửa, còn đi chung với hắn nữa hả? Đương nhiên, hắn là con chó của ta mà. Cái thứ dân này không chết cũng vô dụng mà. Nhìn đứng đâu? Ở Quảng Châu, nhị đường của người cũng giống như con chó này. Ăn của ta và mặt của ta. Người câm miệng. Ta không phải nói chuyện với người. Đồng phú, theo ta về. Ta biểu ngươi theo ta về, nghe chưa? Đừng có ép em nha. Đồng phú.
đã nói hắn là con chó của ta mà. Dân là gì lắm, ta bị nó quỳ thì nó sẽ quỳ. Quỳ xuống đi. Đồng phú, ta bị nó sủa là nó sủa ngay. Mau sủa 2 tiếng đi. Đừng có trách thằng em của người, hắn chỉ lừa cây làm tổ thôi. Hắn đi theo ta thì được ăn được ở. Đi theo ngươi, nếu có trách thì trách là người không nên thần. Bắt tay em phải nương tựa người ta. Chuyện gì? Muốn đánh ta hả? Trước khi đánh ta cho người biết chuyện này. Đại học sĩ Đường Kiềm, Hải Đại Nhân thử thức tài dị lắm. Nếu như ta bị mất đi sợi tóc thôi thì Hải Đại Nhân không tha cho người đâu. Tới chừng đó báo hại cả nhà của người nữa. Mau đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Ôi dạ, ôi ông trời ơi, ghê quá. Coi như người cũng biết thời vụ. Đi. Không ngờ Đồng Phú lại tệ như vậy. Đồ khốn, bao nhiêu việc không làm lại đi làm con chó cho người ta. Thiệt là tức quá. Bậy bạ như vậy mà cũng được phong quan hả? Ông trời thì là không có mắt mà. Hey, vừa hơi lại cho ấm bụng đi. Hey, theo ta thấy, con người của trưởng Khánh Gia thật là vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ? Cho dù có tài nghệ nấu ăn cao cường, nhưng mà không có đạo đức thì khó mà thành tài. Hắn có tài hay không ta cũng mặc kệ. Điều mà ta tức nhất là hắn bắt em của ta làm con chó cho hắn kìa. Ê, đừng có nói nữa, để hắn tưởng là hắn quan trọng ghê lắm. Nói vậy thì đúng. Không được, kể từ bây giờ ta phải phấn khởi lên. Ta nhất định phải nuôi mẹ của ta. Sao cứng quá vậy? Phải hả? Đã 3 ngày rồi, người đó có việc cho ta làm mà. Đi mau đi. Uầy, không được đâu. Ê, ta bận việc mà. Chuyện gì chứ? Hay là vậy, người tới quán rượu đó nói là Tả Đại Phu giới thiệu người tới, vậy là xong. Phải không đó? Phải. Quay, người gạt ta, ta sẽ đánh chết người. Xách luôn mấy cái ghế để lên bàn đi. Cẩn thận chút à. Làm xong các việc đi được rồi hả? À, vị này nhất định là ông chủ hả? À, chào ông chủ. Ngươi là? Tả Đại Thúc giới thiệu ta tới đây, xin người làm việc. Xin lỗi nha, ta không còn làm chủ quán ăn này nữa hả? Bởi vì cái quán này ta đã sang lại cho một người khác, và hắn đã chịu hứa là chừa lại chị Xuân để giúp việc hả? Nếu mà ngươi muốn xin việc thì hãy chờ ông chủ tới rồi xin đi ha. Được. Ông chủ hả? Ta muốn có việc làm này lắm. Nè, ta có thể khuôn giác, khéo nói chơi, lại biết pha trò nữa. Việc gì ta cũng làm được hết, thiệt mà. Làm phiền ngươi nói với ông chủ, mướn ta làm việc đi, làm ơn đi. Vậy hả? Còn suy nghĩ gì nữa? Ông chủ tới đó kìa, hỏi ông đi. Quang bà ba. Họ là ông chủ mới. Đúng rồi, ông chính là ông chủ mới đó, Tăng Siêu Quần. Hỏi ông đi. Nếu là ông thì cần gì phải hỏi? Gặp đừng nghe hay quá. Đừng tới gần. Cho nên nói cô xui xẻo mà. Mỗi lần gặp cô thì ta bị xui tới thúi đầu. Giờ lúc nào ta cũng gặp cô vậy hả? Chỉ là xui quá đi. Nè ngươi đừng có ồn ào, nghe ta nói. Ngươi thì độc ác mà. Ta từ Quảng Châu chạy lên tới kinh thành này, bây giờ các người lại chạy theo ta. Ta chỉ muốn kiếm 2 bữa cơm ăn thôi mà. Các người có cần phải mua hết tất cả các cái tiệm để ép ta chết hay không vậy hả? Không phải ý này, nghe ta giải thích đi. Ngươi muốn cái nhà của ta phải chết sạch đó mà. Mẹ ta bây giờ sao ngươi biết không? Bả phải đi xin ăn đó. Ngươi đã vừa lòng chưa? Cái gì? Mẹ của ngươi. Thấy mẹ của ta thê thảm rồi hả? Ta biết các người đuổi chó cho đường cùng mà. Không phải, ta là người. Các người đuổi người vô hẻm cùng mà. Chỉ là cha nào con nấy. Hai cha con về tên đệ tử. Đây là bọn hạ tiện. Đây là vô liêm sỉ, bỉ ổi. Uầy, người đã gặp đệ tử của ta sao? Ta đã gặp rồi. Hắn khá ghê lắm. Có một đại học sĩ chống lưng đó mà. Ăn sung mà sướng, rất là ngon lành. Muốn cho ta chết hả? Dễ dầu gì. Dù chỉ còn một hơi thở, ta cũng quyết phải trả thù. Không phải đâu. Đừng nói nhiều, ta không nghe. Quay, quay. Chú Tổng đừng nói với ngươi nè. Quang Mập, đừng kêu tên ta. Chà, chị Xuân à. Chà, để ta được rồi chị Xuân à.
hôm nay không có việc gì, chị đi về trước đi. Rốt cuộc đã có một chỗ trú thân. Cha, uống ly trà nha. Thôi, cha không uống. Cha còn nhớ chuyện vừa rồi? Phải. Họ lên tới kinh thành, cha đuổi theo họ để coi họ thế nào thôi. Thì ra họ ghét cha như vậy. Cũng tại quan mập mà thôi. Hắn chưa nghe con giải thích đã chửi bới sùm rồi. Không biết tại sao hắn ngăn ngừng như vậy. Cũng khó trách nó giận lắm. Hôm xưa cũng tại cha cứ nghĩ chuyện trả thù, nhưng mà không dè bị cái tên trưởng khánh già nó thừa nước đục thả câu. Hey, cái cuộc hiểu lầm này thì khó mà cứu chữa được, làm báo hại cho cả nhà của thập tam, luôn cả cha cũng bị hắn nuốt luôn. Cha đâu có gì chân này mà cha không được vui. Tóm lại, nếu như cái cuộc hiểu lầm này không được hóa giải đó hả, thì suốt đời cha không được vui. Lượng này đi lấy vài bông, 5 lượng này thì đến tiệm tơ lụa. Con mụ này, con bị bệnh trong nhà, cô lấy tiền đi cờ bạc hả? Thử họ có đang đánh hay không? Đúng rồi, là bà hư, thầy quá vậy đây. Không phải, tao không quen hắn, tao chịu tiền của ta đó. Con bà nha, bị thua đấy đã điên rồi. Ta lấy tiền này đưa con đi trị bệnh trước đã. Phải rồi, đi, đúng rồi. Lấy tiền của ta, đánh. Cái tên này đi giật tiền của người ta, còn quỷ hoại danh tiếng của người ta nữa. Anh giết mày hả? Anh giết mày hả? Anh giết mày hả? Cho mày chết nè! Chết nè! Cho mày chết luôn! Chết đi! Chết đi! Anh đủ rồi nghe con mẹ chàng! Bậy có vỏ rồi quýnh ta như vậy hả? Liệu hồn đó! Ồ, thì sao là vậy? Sao các người ngu ngốc quá vậy? Nhìn kiểu tóc cô nương đó, đã biết cô chưa thành hôn, sao lại tin cái tên lưu manh đó chứ? Ê, hãy mình đi đi! Cảm ơn cô nương! Đừng khách sáo, mai mốt gặp được thứ dân đó, có cây lấy cây đập, có đá lấy đá chọi, không cần phải nới tài đâu, có biết hay không? Mẹ à, đồng quý, có biết hôm nay tôi đã gặp ai không? Đang về cơ mà, đi đâu hết trơn vậy? Tiền học lễ, hậu học văn. Miễn lương. Ê, Đông Quang. Không có trại ngươi chứ? Không đâu, chuyện gì? Không, có biết mẹ của ta đi đâu không? Cả nguyên buổi chiều ta ở trong phòng học, cho nên không biết họ đã đi đâu nữa. Qua, wow, bây giờ đã tối rồi hả? Phải. Ta ra ngoài nha, không có thầy ngươi học. Quay, Đông Quang, có chuyện gì sao mặt ngươi buồn vậy? Ê, hey, không nói thì thôi, nói tới thì lại tức. Ta muốn giết người đó. Qua, wow, lợi hại gì hả? Nói nghe thử coi. Ngày hôm nay nè. Ê, không có gì. Cũng tại vì ta xấu số, không có thầy ngươi. Ê, Mỹ Lương, chén chè đâu vậy? Không phải là chè. Hả? Là Thúy Hoa tới đây nấu mì cho ta ăn đó. Ấy, không biết là họ có đi với Thúy Hoa hay không hả? Ê, đừng có ăn nữa, mềm hết rồi nè, ăn bánh bao đi, còn mới. Mẹ và Đồng Quý đâu có bao giờ đi khuyên như vậy. Thôi chết rồi, không biết có chuyện gì không. Qua, nò quá đi. Đã lâu chưa có được ăn như vậy. Mẹ à, sao khuyên vậy mới về tới? Con lo gần chết đó. Nè, đừng nói nhiều, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Hai người nghĩ con hôm nay tôi gặp ai hả? Gặp ai? Một con sói lang, một con chó, là hai người xấu. Vừa súc sanh vừa người, vậy nghĩ là sao? Con sói lang đó hả, là trưởng khánh gia. Còn con chó chính là đồng phú, hắn thì là vô dụng mà. Trưởng khánh gia chỉ cho nó ăn 2 bữa cơm thôi, biểu nó làm con chó thì nó làm, cho nó sủa thì nó sủa. Đại ca, về con mẹ. Hắn nói là như nương bây giờ đang ở tỉnh thành và còn đang được hắn nuôi đó, thử hỏi có tức chết hay không. Vẫn là người nhà, chỉ cần hai mẹ con họ được 2 bữa cơm ấm no thì mẹ đã yên lòng. Nhưng mà con bực. Đại ca, con hai tên người xấu này là ai vậy? Hai cái tên này hả? Một tên là Tân Siêu Quần, một tên là Tân Tiểu Tiểu. Hai cái tên xấu nhất trong đám người xấu đó mà.
Cậu kết với Trường Khánh Gia hãm hại tôi hả? Tôi đi xin việc thằng đó đi mua tiệm, thử hỏi tôi chết hay không. Đúng là cái bọn vô liêm sĩ hạ tiện. Con đừng nói như vậy. Nếu hôm xưa không phải cái con cày cú đó báo tình, mình đâu có chạy thoát được. Dù sao nó cũng là ân nhân của mình. Dạ phải. Mẹ à, nếu không phải họ hại mình thì mình đâu có chạy tới chỗ này và sống thảm thương như vậy chứ. Không thể nói vậy đâu đại ca. Nếu có ân oán gì thì không rõ, cũng tại cái tên Trưởng Khánh Gia mắc dịch đó thôi. Muốn chửi thì chửi hắn đi. Ê, chuyện gì đây? Sao bữa nay binh cho hai cho con họ? Hey, mẹ của con á là người giang hồ, có chuyện gì á chưa từng trải. Con à, nhất tiếu bỏ ân thù. Dạ phải đại ca, đừng có giận nha. Nếu giận nhiều á thì có bệnh, có bệnh thì phải đi kiếm đại phu, mà kiếm đại phu á là tốn tiền rồi. Vậy cũng đúng. Bây giờ con đang nổi giận, đi ngủ sớm đi. Đi đi. À, nè, khoan đã. Con có chịu bánh bao cho mẹ, ăn xong rồi hãy đi ngủ. Mẹ đã ăn no lắm rồi. Thúy Hoa đãi mẹ ăn cơm. Thúy Hoa đãi mẹ ăn cơm, lợi hại như vậy à? Dạ phải, chị nói là thì dùng thử cho chị á, nhiều tiền dữ lắm, cho nên á, đãi chúng tôi ăn cơm. Phải. Sao rủ luôn con đi? Chơi đi đâu mà kiếm con? Kiếm không được thì đem về cho con ăn. Thì đừng có nói thêm, ngồi xuống đây, mẹ báo tin mừng này cho con. Gì? Ê, đồng quý đã kiếm được việc làm. Hả? Từ nay khỏi cần lo hai bữa cơm. Làm gì? Sao tốt vậy? Hey, em lớn con như vậy á, đi con giác mà. Chuyện này á không vừa cho anh đâu à. Anh cũng lớn con kìa lắm. Chuyện này làm được mà, cho anh làm với. Ê, không cần. Người ta chỉ có một chỗ nhận đồng quý rồi, không cần con. Đồng quý à, vậy chứ giả cho em. À, không chứ giả đâu. Cái chuyện này á em nên làm đó mà. Bây giờ thì em không sao, nhưng mà còn anh đây nè. Anh không có việc làm, lại không có đồ ăn, vậy phải làm sao đây? Thì ăn bánh bao đi. Đi ngủ. Biết vậy không thèm chừa cho hai người. Hey, đã ăn bấy nhiêu rồi, bây giờ còn cả đống vậy, làm sao mà ăn hết? Ăn không hết đó cũng phải ăn. Ông có biết không, nó đã giận ta và Đông Quý cả đêm. Nếu còn không ăn, nó sẽ giận dài dài đó. Vậy thì phải. Ta đây cũng cầu mong sao cho ân oán này được hóa giải, thì phải ăn hết chứ sao. Đại phu nhân mời dùng trà. Mời cha dùng trà. Ngoan. Người của quan mập cứng cỏi như vậy, cho dù mình ăn hết bánh bao này cũng vô dụng mà. Phải ha. Hắn chưa chắc thứ lỗi cho mình. Cũng tại Trưởng Khánh Gia, hắn không những là chơi cả hai người già như chúng ta, thu lợi ngư ông. Bây giờ đã rõ chân tướng rồi. Ê, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, hay nhất là tìm lại bạn già ha. Vậy thì phải. Hey, vậy lần này phải mang ơn cam cô nương đó. Xin đừng có nói vậy, việc gì ta làm được nhất định sẽ làm mà. Các người hiểu với nhau thì được rồi, nhưng không biết làm sao thuyết phục được Đông Quang. Ta nghĩ nói ra cỡ, có cách hay không? Ý chà, ta đã nói rất nhiều lần rồi, nó đâu có chịu nghe. Kìa, tối qua nó nằm mơ, đánh Đông Quý sưng cả cặp mắt. Đông Quý phải đi coi đại phu. Ôi, nếu để nó biết hai nhà mình chơi thân lại với nhau, còn đi giúp việc cho ngươi, qua chắc chắn nó lấy dao chém người ta đó. Vậy cứ mặc kệ hắn, hắn không nghe thì thôi. Kệ hắn, cứ để cho hắn lẻ loi một mình đi. Ê, cũng không có nên nói vậy. Bây giờ cha chỉ mong hắn được thấu hiểu mà thôi. Không ngờ ngươi thiệt khéo tay đó ha. Cảm ơn tiểu thư. Cắm luôn cây trâm cài là được rồi. Trâm cài này là tâm ý của Tôn công tử, ta sợ là sẽ làm mất, cho nên lúc đi mới cài vô. Ngươi có biết tại sao ta muốn ngươi làm người hầu hay không? Dạ không biết. Ta thấy ngươi làm việc rất là khá, lại ngoan ngoãn nghe lời, lại không có nói bậy nữa. Chắc là ngươi hiểu ý của ta chứ hả? Yên tâm đi tiểu thư, em không có nói bừa đâu. Ngươi rất là thông minh lanh lợi đó chứ. Vậy dùng cây nào? Cái này. Thiếu tơ, lão gia và phu nhân chờ bên ngoài rất là nóng lòng đó. Họ lo là trễ nãy giờ giấc sẽ không thắp nén nhang đầu tiên nên hối thiếu thơ đó. Hối cái gì mà hối, không thấy ta đang chải tóc hay sao? Chải không đẹp làm sao mà ra gặp người ta được. Người coi nè, cũng là tại ngươi làm ta bị ho, còn không mau xuống bếp coi bệnh yến của ta được chưa. Hả, còn ăn yến hả? Ta kêu ngươi đi, bộ bây giờ ngươi muốn đi gác nhà cầu hay sao? Dạ không, bây giờ ta đi ngay. Không dậy là không được mà. Ngươi làm cái gì vậy, sao ngừng tay? Làm tiếp đi. Nè, cha đã nói hôm nay đông người lắm mà, làm sao mà thắp nhang đầu tiên đây?
Thì chờ hãy bước lo đi. Ê, làm ơn cho vô đi mà. Làm ơn đi. Làm ơn cho vô đi. Sao cản trở vậy chứ? Kỳ cục quá à. Làm ơn đi mà. Tiền Dương. Chào Tàu Thiên Tổng. Xin chào hai bác. Ta biết hôm nay hai bác đến đây thắp nhang, cho nên ta đã an bài cho hai bác thắp nhang đầu tiên. Ồ, thì ra Thiên Tổng đã có an bài rồi hả? Được, hay lắm. Hèn chi lại linh đình như vậy. Tào Thiên Tổng à, lần này thì là cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ thôi. Giờ lần đã tới rồi, xin mời hai bác vào thắp nhang đi. Được. Phải cái tên nhà giàu ngăn không họ kỹ hay không? Ai, người ta giàu có lại quen biết với lại quan lớn, người bực bội cũng vô dụng thôi. Kỹ phu nhân. Ý, Hà phu nhân, Trần phu nhân. Tào Thiên Tổng à, hai vị này là bạn của ta đó. Không thành vấn đề. Ây da, thì là tội nghiệp quá. Hai vị chàng lớn đổ mồ hôi đầy trán, áo cũng bị nhăn luôn nữa. Đâu có bằng chị có quan lính mở đường hoài như vậy. Phải à, phải. Sao cũng thấy lễ bộ thị lang, Tiết đại nhân và Tiết phu nhân vậy? Ồ, Tiết đại nhân đã xảy ra chuyện. Tiết đại nhân bán đề thi đã bị người ta đi cáo quan, bị cách chức trị tội. Tất cả đề thi do hoàng thượng ngự bút đề tài. Cái gì? Anh đã đi báo quan? Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như đi thi gian lận như vậy, một là có lỗi với thánh hiền thánh nhân, và cũng bất công với tất cả các thí sinh khác. Anh nhất định bằng mọi cách phải dạch ra chuyện này để định tội cái đám tham quan đó. Như vậy mới gọi là khí tiết nên có của người có học đó mà. Khí tiết nên có? Anh có biết là anh đã làm cho em mất 500 lượng hay không? Được rồi, mất 500 lượng thì không có sao. Nhưng mà anh bỏ đi dịp mai này, anh thiệt là dại dột. Tiền Dung à, anh biết em nghĩ tốt cho anh, nhưng mà anh đây có tài thật sự, em phải có lòng tin với anh chứ. Lòng tin? Người ta nói là nhiếp mạng nhị dận tam phong thủy, tứ tích đức ngũ học hành. Học hành xếp hạng chót đó, làm sao em có lòng tin đối với anh? Thiện Dung mà, em tin anh đi, anh nhất định được mà. Được. Nếu anh có lòng tin, vậy chúng ta đánh cá đi. Đánh cá gì? Chúng ta hãy lập một khế ước. Nếu mà sau này anh được trúng tuyển, thì em sẽ theo đúng như hùng thú, làm người của nhà họ Tôn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà anh bị thi rớt, hùng thú của chúng ta sẽ hủy bỏ ngay. Chừng đó, em đi lấy chồng khác. Anh được có nửa lời than gian đối với em, có biết chưa? Như vậy... Thế nào, anh không có lòng tin à? Không phải, sao lại có khế ước này chứ? Chị chơi chút thôi, chị coi như là một sự khích lệ mà. Miễn lương à, ngoan, nghe em nói đi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.